Xin chào các bạn, xin visa du học Canada được xem là chặng đường được đánh giá với thách thức nhất đối với các bạn du học sinh. Đã không ít trường hợp du học sinh ngậm ngùi từ bỏ giấc mơ du học của mình chỉ vì trượt visa. Tuy nhiên, nếu biết cách cải thiện hồ sơ thì việc trượt visa không có nghĩa là bạn đã mất đi cơ hội du học Canada của mình. Vậy phải làm sao khi trượt visa du học Canada? Các bạn hãy cùng công ty tư vấn du học Tân Đại Dương tìm hiểu về chủ đề phải làm gì khi trượt visa du học Canada để có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi xin visa du học Canada các bạn nhé. Phải làm gì khi trượt visa du học Canada? Bạn hãy vực dậy tinh thần khi trượt visa Canada, bỏ đi tất cả các suy nghĩ tiêu cực như rớt rồi thì chắc lần sau cũng rớt nữa, thôi thì mình không có duyên ở đất nước này. Thay vì từ bỏ thì tại sao bạn lại không cố gắng và cho mình một cơ hội nữa để theo đuổi ước mơ của mình? Chúng ta phải hiểu rõ một sự thật là rớt visa du học một lần thì tỷ lệ xin visa lần sau sẽ giảm, bởi hồ sơ bạn sẽ được xem xét kỹ hơn vào lần sau. Bạn cũng nên biết một điều, lãnh sự quán Canada luôn có đội ngũ những người có kỹ năng nghiệp vụ, chuyên môn cao để có thể biết được thông tin hồ sơ nào là thật, hồ sơ nào là giả. Những điều tra viên sẵn sàng kiểm tra thông tin của bạn bất cứ thời điểm nào ở bất cứ vùng miền nào. Chính vì vậy, bạn phải thật sự nghiêm túc và chính xác trong việc khai thông tin trong hồ sơ của mình. Quan trọng hơn hết, bạn phải thể hiện cho lãnh sự quán thấy rõ được mục tiêu chính của mình là đi học một cách thực sự. Phân tích các nguyên nhân trượt visa Canada. Hồ sơ không trung thực. Nên lưu ý rằng mọi sự bất hợp lý và không rõ ràng đều sẽ bị phơi bày khi lãnh sự quán xét hồ sơ. Lãnh sự quán Canada có đủ khả năng và kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn để biết được hồ sơ nào là thật, hồ sơ nào là giả. Các điều tra viên có cả người Việt và Canada, họ sẵn sàng đến nhà bạn để kiểm tra bất cứ lúc nào, dù bạn ở bất kỳ đâu tại Việt Nam. Vì thế, điều tuyệt đối không được làm trong một bộ hồ sơ xin visa du học Canada là làm hồ sơ giả và khai báo những gì không đúng với sự thật. Hồ sơ tài chính không tốt. Chứng minh tài chính là một vấn đề hơi nhạy cảm ở Việt Nam bởi nhiều lý do khác nhau như gia đình bạn không đủ tiềm lực kinh tế, thiếu giấy tờ xác thực hoặc các thủ tục giấy tờ liên quan tới pháp lý gặp rắc rối. Chính vì vậy, các giấy tờ chứng minh tài chính của bạn đôi khi không rõ ràng hoặc không đạt được mức yêu cầu chuẩn của lãnh sự quán, và họ có quyền nghĩ bạn không đủ khả năng chi trả học phí và phí sinh hoạt trong suốt thời gian học và có thể trở thành gánh nặng của đất nước Canada. Thông tin cá nhân không rõ ràng, lãnh sự quán thường tập trung kiểm tra các vấn đề sau của bạn, lịch sử xuất ngoại của bạn, người thân của bạn tại Canada và các mối quan hệ gia đình. Khi bạn khai thông tin người thân tại Canada, bạn có chắc rằng đã khai đầy đủ thông tin chưa? Có những bộ hồ sơ rất hoàn hảo, nhưng vì khai không đủ thông tin của người thân tại Canada, như có người bác họ hàng xa tại Canada nhưng lại không khai, đã bị lãnh sự quán từ chối visa. Về lịch sử xuất ngoại, trường hợp đơn giản nhất là ba hoặc mẹ từng đi du lịch Canada nhưng lại không khai với lãnh sự quán, do đó bị đánh rớt, khá là hy hữu. Còn một trường hợp khác cũng liên quan đến lịch sử xuất ngoại, đó là với các bạn. Hồ sơ là nữ, đã từng đi làm nhưng chưa bao giờ rời khỏi Việt Nam, thì khi xin visa, hồ sơ này sẽ rất dễ bị từ chối do lãnh sự quán không tin rằng mục đích thật sự của người xin visa là đi du học. Vì thế, với trường hợp này, tùy theo từng trường hợp cụ thể mà sẽ có hướng giải quyết riêng và phải chứng minh mục đích học tập thực sự của mình với lãnh sự quán. Lộ trình học tập và định hướng tương lai. Lộ trình học tập của bạn không rõ ràng. Bạn không thể học khóa tiếng Anh xong vào tháng 1 nhưng lại thời gian nhập học khóa chính của bạn vào tháng 9. Khoảng trống quá lớn, lãnh sự quán chắc chắn sẽ nghi ngờ và từ chối cấp visa. Nếu như bạn không đi học hoặc thất nghiệp trong khoảng 3 tháng gần nhất ngày nộp hồ sơ thì khả năng bạn bị từ chối visa là rất cao. Điều này chứng tỏ bạn không đủ khả năng học tập và làm việc cần thiết. Lãnh sự quán Canada sẽ không chấp nhận những công dân lười biếng và không có đủ năng lực học tập làm việc khi du học Canada. Vậy cải thiện hồ sơ du học Canada như thế nào khi trượt visa? Đó là bạn cần phải chuẩn bị hồ sơ đầy đủ. Bước đầu tiên và cũng là quan trọng nhất khi nộp hồ sơ xin visa du học Canada cho đại sứ quán là hồ sơ của bạn phải đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định. Các loại giấy này cần được dịch và công chứng đối với bản tiếng Việt, điền form chính xác và đầy đủ thông tin. Nếu chưa tự tin thì trước khi làm hồ sơ, bạn có thể hỏi kinh nghiệm của những anh chị đã từng đi du học. Họ sẽ giúp bạn chuẩn bị các loại giấy tờ chính xác hơn, tiết kiệm thời gian và công sức hơn đấy. Chọn chương trình học phù hợp.
Một nguyên nhân quan trọng khiến đa số các hồ sơ visa Canada bị từ chối là do học sinh sinh viên thiếu hiểu biết rõ ràng về chương trình mà họ sẽ theo học ở Canada. Đây lại là một trong những vấn đề được hỏi nhiều nhất trong buổi phỏng vấn xin visa và cũng là yếu tố quyết định liệu bạn có được cấp visa du học hay không. Ngoài ra, bạn cần nắm rõ ngôi trường mình theo học, kế hoạch học tập của bạn tại Canada cũng như những định hướng tương lai của mình. Đây sẽ là những câu hỏi thường được người phỏng vấn đưa ra nhằm kiểm tra mức độ nghiêm túc của bạn với chuyến du học này. Chứng minh nguồn tài chính rõ ràng. Khi muốn chứng minh tài chính du học Canada cho con, các bậc phụ huynh nên chuẩn bị giấy chứng minh việc làm, nêu rõ mức lương hoặc nếu người tài trợ là chủ doanh nghiệp thì phải có giấy phép kinh doanh và biên lai thuế 6 tháng vừa qua. Đối với bậc phụ huynh kinh doanh tự do nhưng không có giấy phép kinh doanh thì nên giữ lại các phiếu thu, giấy nộp thuế. Nếu bạn có người bảo trợ ở Canada thì cần chuẩn bị những giấy tờ sau: thư bảo lãnh ghi rõ trách nhiệm tài chính, tiền gửi ngân hàng, bản sao bản khai thuế trong vòng 2 năm vừa qua, thư xác nhận việc làm. Để biết thêm thông tin chi tiết cũng như các vấn đề xin visa du học Canada, các bạn đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương của chúng tôi tại chi nhánh quận Nhất, mặt tiền 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại 028-3848-4879, tại chi nhánh quận 5, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, số điện thoại 028-3838-2080. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.